Trưa ngày 15 tháng 9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ để tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Theo Công an Phú Thọ, 30 chiến sĩ được trang bị thiết bị lặn chuyên dụng để tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Cũng trong sáng ngày 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm tiếp cận hiện trường cách cầu Phong Châu bị sập gần 100 mét, thuộc khu 23, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô đầu kéo rơ móc mang biển số 19R01111 đang mắc kẹt. Quá trình lặn tìm kiếm, lực lượng chức năng không thấy nạn nhân nào trong cabin xe. Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, cơ quan này đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt phương tiện bị nạn với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất. Sớm xoa dịu phần nào nỗi đau của các gia đình nạn nhân trong vụ sập cầu. Để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão, nhiều địa phương đã quyết định dừng tất cả các hoạt động tổ chức vui Tết Trung Thu năm 2024 trên địa bàn. Để tập trung cao độ công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương dừng việc tổ chức các hoạt động liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội Thành Tuyên năm 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã thông báo đến các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, phố, thôn trên địa bàn dừng tất cả các hoạt động tổ chức vui Tết Trung Thu năm 2024 để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau bão. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn dừng tất cả các hoạt động tổ chức vui Tết Trung Thu năm 2024. Thưa quý vị, sau thành công của đêm diễn mở màn Kenny G's Live in Vietnam, trong chuỗi dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Vietnam, tháng 10 này, khán giả sẽ được gặp gỡ Bon, bộ tứ đàn dây xuất sắc nhất thế giới. Điều đặc biệt, Bon Live in Vietnam sẽ dành toàn bộ tiền bán vé đêm nhạc ủng hộ cho Quỹ từ thiện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ số 3, với ý nghĩa để âm nhạc lan tỏa và kết nối được tình yêu thương của mọi người. Chúng ta đã nghe họ rất nhiều, xem họ rất nhiều, trong chương trình Good Morning Vietnam và... Nhóm nhạc Bon từng đến Việt Nam hai lần vào năm 2015 và 2016. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bốn cô gái tài năng đến với công chúng Việt Nam trong một sự kiện đầy ý nghĩa để đóng góp cho hoạt động thiện nguyện và tham gia quảng bá cho du lịch Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa trên nền giai điệu thân quen tuyệt đẹp đến với bạn bè thế giới. Âm nhạc của Bon có thể nói là vô cùng thân thiết với rất nhiều người trong số chúng ta. Và nó cũng là một sự rất là trùng hợp để chúng tôi đưa ban nhạc Bon với một cái tâm thế là đưa những gì rất là quen thuộc đến với công chúng yêu âm nhạc Việt Nam và với những cái mục đích ý nghĩa cao cả hơn của cái sự kiện lần này. Nó không đơn thuần là đến để biểu diễn âm nhạc mà đến để còn mang lại những cái lợi ích cho những cộng đồng. Toàn bộ cái kinh phí của bán vé của chương trình này thì sẽ được dành để hỗ trợ cho những đồng bào ở rất nhiều tỉnh thành của chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Dự án Good Morning Việt Nam, đây là một dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng tại Việt Nam. Và Bon Live Việt Nam năm nay có một cái điểm mà chúng tôi thấy là nó đặc biệt, bởi trong tâm lũ của cả nước hướng về cơn bão số 3 thì toàn bộ số tiền bán vé của Bon Live Việt Nam chúng tôi sẽ ủng hộ cho đồng bào bão lũ. Và đây là sự kết nối, âm nhạc kết nối tình đoàn kết, âm nhạc kết nối sự yêu thương và chúng ta hướng về những đồng bào bão lũ của Việt Nam. Bon Live in Việt Nam sẽ có khoảng 20 tác phẩm nổi tiếng được trình diễn, trong đó có những bản hit đã làm nên tên tuổi của nhóm. Nhiều bản nhạc sẽ được làm mới để sinh động. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được khởi công từ giữa tháng 6 năm 2023. Dự án này được chia thành 3 thành phần, trong đó thì Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 3 chủ đầu tư của 3 đoạn dự án. Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 năm thi công, đoạn cao tốc thuộc dự án thành phần 3 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dần thành hình, dự kiến sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch, thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 năm 2025. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chiều dài 19,5 km. Đây là đoạn thuộc thành phần 3 của dự án. Đến thời điểm hiện tại, các công nhân đã tiến hành giải đá, cấp phối đá dăm trên mặt đường như thế này.
phần cấp phối đá dăm đạt khoảng 93% khối lượng, phần cấp phối đá dăm gia cố xi măng đạt khoảng 60% khối lượng. Và kế hoạch sắp tới đây, đơn vị tập đoàn Sơn Hải sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa mặt đường. Để đáp ứng tiến độ thì tập đoàn Sơn Hải đã thi công, đã điều động thi công 3 ca 4 kíp với hàng trăm công nhân, xe máy thiết bị hoạt động suốt ngày đêm nhằm đưa dự án hoàn thành dịp 30/4/2025 và thông xe kỹ thuật và vượt tiến độ 1 năm 6 tháng so với hồ sơ mới thầu. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành. Một số tồn tại hạn chế về điều kiện đền bù cũng đã được chính quyền địa phương quyết liệt giải quyết để đảm bảo đúng tiến độ. Cái vấn đề này đang khó khăn là có một số trường hợp mà người dân là cất nhà là giấy phép tạm cũng như là cất nhà trên đất người khác cũng như mua bán giấy tay, và những trường hợp này không được bồi thường, do đó thì người dân cũng chưa đồng thuận. Tuy nhiên hiện nay thì trên cơ sở chỉ đạo của ban tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện này, và hiện nay chúng tôi cũng là nhận đơn khoảng là gần hơn 50 đơn đang chỉ đạo cho thanh tra phối hợp với địa phương, ba địa phương cũng như các ngành liên quan để chúng tôi sẽ có xử lý giữ từng trường hợp cụ thể. Được sự quan tâm chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn của lãnh đạo tỉnh và sự hỗ trợ của thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa thì đến nay là công tác phóng mặt bằng của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành và dự án đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Các vấn đề về nguồn vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật đã được thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ dự án. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng với chiều dài gần 54 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuyến cao tốc sau khi hoàn thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 51, gia tăng khả năng khai thác cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội các địa phương nơi cao tốc chạy qua. Xin chào quý vị và các bạn, đây là thời lượng dành cho bản tin Năng lượng và Phát triển phát trên VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 412 ngày 12 tháng 9, kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi. Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương rà soát tổng thể các nguồn điện trong kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, theo hướng chuyển điện nền từ điện than sang điện khí, ưu tiên sản xuất trong nước để tăng trưởng điện đạt từ 12 đến 15% một năm, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân, nhất là cam kết với nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần đã cam kết là nhất định thực hiện. Về đề án thí điểm điện gió ngoài khơi, Bộ Chính trị đã có chủ trương cho thí điểm sản xuất, xuất khẩu điện gió ngoài khơi. Thường trực Chính phủ đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thành Sơn xem xét giao ngay cho các đơn vị để triển khai. Đối với các vướng mắc pháp lý như quy định về sản lượng, chuyển giá, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào các dự án luật.